Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay là mùng 1 tháng 4. Vợ chồng của mình cũng không có đi đâu, thì ở nhà thì coi mình nấu bữa đồ ăn Tây cho cả nhà gia đình nhỏ của mình chung giờ cho nó vui. Thì cũng mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình mình. Nhưng mà trước khi mời mọi người thì cũng đầu năm mới tới Tây, thay mặt gia đình chúc cả nhà vạn sự như ý, làm ăn phát đạt, là tất cả được bình an. Rồi tụi con bây giờ dạ thì con, tụi con có chào ông bà cô chú không? Con xin chào ông bà cô chú. Tới thật mạnh. Mời xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Sông Mận Family Cuộc Sống Ở Đất nha. Thì hôm nay là Tết Tây. Đợi để mama làm cho. Thì Mận cũng không có gì, thì hai vợ chồng làm tí xíu rồi ăn đỡ gia đình nhỏ xin quầy thôi. Xin quầy, cũng ta tay vậy nó vui. Thì cũng mời quý vị và các bạn cùng dùng bữa với hai vợ chồng Mận với hai cháu. Và những lời chúc thì ông xã Mận đã chúc rồi, thì Mận cũng chúc y xì vậy. Gia đình luôn tặng cho gia đình năm mới một like, một đăng ký cũng như bấm chuông để xem ủng hộ những cái video tiếp theo của gia đình Mận nha. Bên này của con rồi con. Đây nước con này. Đây đó của con. Bên này cũng được con rồi. Cô ăn cho đàng hoàng nha. Dạ tụi con ăn gì? Con mẹ cho mama làm phô mai cho tụi con. Ở đây con ra ba làm luôn nha. Nhiều cho mau lớn nha. Okay, học cho giỏi nha. Ok, bé lại. Nhiều sức khỏe nha, cho mau lớn nha không? Rồi biết rồi. Đó. Chú bữa nay nhà Mận là giống như đám cưới. Có giấy đỏ nữa nha cả nhà. Đây. Giấy đỏ như đám cưới vậy á. Cùng đi rồi đây. Rồi đây. Đỏ cho có mùi Tết. Rosie, Rosie vai. Rồi, này cái gì đó bỏ, bỏ xương. Đó, mama có làm sườn á, con gặm muốn gặm dùng tay ăn. Victor, con ăn đó đi con. Ăn khô tay nè. Rồi ăn đi. Cả nhà ăn ngon miệng nha. Đây em đưa đây. Đây. Nay đầu năm không có gì, chồng không có gì, thôi chồng tặng vợ nguyên ca lắc nè, ăn cho nó có sức khỏe. Vậy còn em tặng anh à, em tặng anh miếng chanh nè. Ăn cho nó chua chứ. Cả năm chắc chưa, giờ đầu năm chưa chắc hả? Mà nói chuyện vô duyên quá mọi người. Ok, ăn cua xí gà nè. Thôi cả nhà mình vô cái đây nè. Vô. Nó mới vô vẻ. Nó mới vô vẻ. Nhiều sức khỏe. Sao vậy? Ăn ngon ngủ ngon. Con nhớ là học giỏi nha. Mau lớn ăn nhiều vào. Ngon lắm. Rượu ngon. Rồi rượu này ăn uống thấy nó có cái cảm giác ăn. Rượu gì? Gan gắt cái cổ không ba? Còn cái rượu hồi bữa. Cái rượu bữa uống cái rượu màu trắng trắng á, uống thôi thôi nó ngót ngót cái cổ. Tùy theo rượu chị em. À, đó cái này nè. Mà rosé nhưng mà nó biết sinh protein. Ăn cái này không? Ra là coi coi. Ăn cái chấm nước sốt đó. Ăn salad nè con. Salad. Một người ăn miếng cá này là quá đã quá đủ.
Thì tôi ăn miếng cá nè, miếng cá của con nè nha, mình mới bỏ miếng cá nha. Ta là ăn chicken wing. Chicken wing, bỏ để ăn cho bằng chúng nó thương. Mình đóng ăn. Anh con cắm đây nè, cắm vô, cắm được không? Coi cẩn thận rớt á. Cũng có ăn đó hả? Đây, mời mọi người nha. Đây là món ăn của mình nè. Ở hết ngày đầu năm. Ba ba không được quên ăn cái này nè. Dạ, yeah, vậy thì cá lóc, cá hồi thì phải ăn với cá chút chân vô cho nó khỏi nha. Xong sẽ làm thấy đẹp chứ không? Ăn thì phải thưởng thức. Vừa ăn vừa thưởng thức. Vừa ăn mà phải cho nó chút thẩm mỹ. Cho nó đẹp không? Từ đây chúc ăn miếng cá nhớ nha con. Yeah. Đậu á. Good appetit. Good appetit. Đồng cơ. Thật thơ. Nó sốt ngon quá. Đeo vàng con nữa đậu quá. Giờ Tết ra. Tết tay. Còn vài tuần nữa là tới Tết ta. Sao giờ từng còn tới nữa em? Này... 4 tuần á, tầm vài tuần. Nay em 1 tới tháng 2 dương và tháng là Tết nha. Gì anh nói gì anh nghe không hiểu luôn chứ một tay dương một tay dương nha. Một tay dương là một tay ta á. Không sao. Một tay tháng 2 dương. À, một tay Tết Tết liên đến của mình ạ. Ví dụ cũng như các bạn ăn gì ta? Ăn gì cho cái ngày Tết Tây ở Việt Nam mà nghe nói ăn lớn lắm á. Bên này cũng thiêu à. Nhà ai nói đó à. Ngoài đường thì không có tiếng xe chạy luôn. Bánh tanh như chùa Bà Đanh vậy. Pháo thì cấm, không được đốt. Nhưng mà cũng có người những cái năm rồi á, nó bên này người ta cấm Tết năm này nữa là 2 năm bị cấm đốt pháo rồi. Nhưng mà những người ta những cái năm trước á, người ta mua còn dư lại á, người ta cũng đốt tạt vài viên. Nhưng mà mình ở thành phố nhỏ thì vậy chứ thành phố lớn nó vẫn có anh. Có như ở Berlin đồ á. Có. Người ta đốn đi 12 giờ gì đó. Đó của nhà nước người ta đốn. Rất tiếc là mình ở thành phố nhỏ cho nên không có nhà nước không có tổ chức. Cho nên cũng có quay được cho mọi người xem. Bum 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 bum. Chỉ có xứ Tây mưa yêu lạnh thôi chứ Việt Nam mình Tết với hai ngày lỡ gì cũng hoành tráng lắm, ăn lớn lắm. Cô em giờ á giờ không phải ăn Tết Tây mà giờ chuẩn bị cho Tết ta. Việt Nam bây giờ chuẩn bị từ từ rồi. Còn ở thành phố lớn á thì đang ăn Tết Tây như mình vậy nhưng mà ăn hoành tráng lắm. Ngon không ai gái? Dạ. Dạ. Ồ, con ăn cái gì vậy? Ồ, bắp má ăn mai sao mập á. Ngon má má. Ngon sao hả? Bỏ xà lách vô ăn nha. Ăn bắt con mồi đã. Nhưng mà cho cá này nó lát không có xương cho cẩn thận nha, cũng còn sót xương á, ăn cẩn thận. Nhà làm của em cũng có cái chút đó. Đã không biết bao nhiêu năm rồi à, quý vị và các bạn, gia đình của Mận chưa về Việt Nam. Xuân xin mua là gì ạ? Lâu lắc rồi đó. Giờ có muốn về cũng về không được. Em không biết. Hai cháu đi học không? Cho nên chỉ về được mùa hè thôi chứ Tết là trúng vào cái những cái mùa hai đứa đi học đó, cũng không có được phép gì à.
mình giờ đâu có ai coi, đâu có ai đưa hai nhỏ đi học đón về rồi là ăn uống đâu. Cho nên nó hai vợ chồng chắc chờ về hưu quá, chờ hai nhỏ lớn. Mai mốt chờ hưu con nó lớn nó tự lo rồi vợ chồng mình đi hưởng trường trăng mặt đó bà. Hưởng tuần trăng mặt là gì ông? Đi làm ấm tình yêu. Hưởng tuần trăng mặt. Đi làm ấm tình yêu lại. Không nóng chứ. Điều gì nổi chưa? Ủa mama. Không hết squat rồi. Hồng nó không cho như tụi nó đi bên Việt Nam vậy. Hai tụi rử. Bây giờ còn nói à. Bây giờ con lan xăm rốt ở bên mama nói đi. Nắp Việt Nam. Vai xì. Giúp cân. Morgan đi về nhà Việt Nam. Mà bà ở lại nè, Morgan đi về nhà Việt Nam. Mà mẹ ngủ bà lại bên kia. If we can sleep now. Viên đó. Có một trái thì nghi là không rơi thì nghi. Nó thì nghi có quả như chắc. Ăn nay ăn cho nè. Nó còn lại đây. Cũng còn lại. Cũng được không ngon hả? Đó, rượu còn nè, nhưng mà thật sự mà nói mặn thì chị thích uống nước ngọt hay nước suối rồi vậy thôi, rượu đưa hơi cho nó vui. Có khi thớ. Rất tài tốt đồ là uống nước rượu vô cho nó có mặt trời được đỏ rồi cho nó. Cho hồng hào. Nhưng mà ăn cá này á là uống rượu là đúng tiêu chuẩn luôn nha mọi người. Chứ mà mặn thì giống như nhà quê vậy đó. Ăn theo kiểu nhà quê mà mình cảm thấy mình ăn mình thấy ngon, mình uống cái gì mình thấy ngon là mặn ăn mình uống vậy thôi, chứ không có phải là phải đi theo một cái cơm lén ăn cá phải uống rượu. Mặn thì không có theo cái quy luật như vậy. Giống như anh ăn cá, anh uống rượu anh thấy ngon đúng không? Thì đúng là nó tiêu chuẩn nó như vậy, cái luật nó như vậy, cái tiêu chuẩn nó là như vậy. Rồi sang rượu á. Còn em ăn cá em uống nước suối nước ngọt. Nó trật ẩn, nó trật bài. Cá này bữa nào là sốt bơ, sốt bơ chanh, ăn không ngon. Cá này thì em ăn không sợ, chứ con không sợ mắc cổ. Xong rồi. Tóc nó gọn gàng chứ. Má gọt đầu tóc nó bung bung ra không còn. Ăn một chút cái cây viên thôi. Cái gì? Cá hả? Hai chút. Ngủ hả? Ôi cảm ơn sao cháy nhiều. Rồi dưới ăn được. Rồi ăn cẩm thầm xương. Thì dè. Vì con ăn miếng không? Ăn cá không? Cá không? Hai bữa trước. Ok. Hai bữa trước. Hai bữa trước. Ba sửa nó cà tốt phần. Ba có mua cái, cũng có mua cà tốt phần nữa nhưng mà ba bị. Ừ. Bây giờ lấy tay một con vô. Chanh nó con, chua. Chanh nó là phải nặng trên trái này nè. Vẫn nặng hả? Alo con hâm cao. Mà ăn xong một miếng cá chả bá lửa. Nên ăn con đặt cứ lỡ cho đây lỡ miếng không. Mama cũng lỡ, con cũng lỡ. Ngon chưa ạ? Dạ.
Bốn là con. Ngon. Ăn cho hết ăn bảo luôn. Đó còn những cái á. Ăn cho hết đi. Con lấy cái ra bờ nè, con cắm. Con cá. Con cá hả? Nè. Cầm dao cầm tay phải. Con cầm như thế này nè, dạ đúng rồi, ở trên trường con cầm sao? Ở trên trường con làm sao? Cô giáo chỉ con cầm sao? Dạ. Con đặt cái miếng cá nó sơ sơ ra chứ đợi nó trúng cái viền, cái viền này cũng cắt không được. Con làm không đúng thì con làm lại cho nó đúng. Ông bà cô chú đang nhìn con làm đó. Con thấp quá thì con quỳ gối lên. Con thấp quá con quỳ gối lên con làm cho nó sát phần đó. Tần chi là đặt tần, gọi hai nghĩa, muốn nghĩa làm sao? Wow, đam. Nói em làm xong cái này chia khoe nó chứ. Thôi bữa ăn cũng đã xong rồi. Thì các bạn thì gia đình Mận cũng thôi cũng dừng clip tại đây nha. Chúc một người, mọi người một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Giờ nãy em nghe anh chúc nhiều, bây giờ là chúc là bây giờ là chúc, là chúc cuối cùng, chúc trong một ngày hoặc kia là chúc trong trong một năm. Ok thôi, bye bye mẹ cô chú đi con. Bye bye. Bye bye.